Xin trân trọng kính chào quý vị đã đến với Văn Đàn trên Long Khoa Học. Như quý vị và các bạn đã biết, tôi là một trong những người cực kỳ yêu thơ văn tại Việt Nam. Và trong những ngày vừa qua, chúng tôi có được các bạn khán thính giả, cụ thể là bạn Chi Bù, có gửi về đến cho chương trình một tác phẩm văn học. Đừng cười. Nào con cơn nào. Một tác phẩm văn học của một nhà văn mới nổi có tên là Phạm Huy Hoàng. Sau khi đọc được những cái án văn đó, chúng tôi đã phóng nó lên đây và sẽ cùng phân tích văn học cho các bạn biết một nhà văn chân chính khi người ta đăng một cái story trên Instagram thì nó sẽ như thế nào. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Sony đã đem đến chiếc TV Sony vô cùng sắc nét lần này để mô tả lại bài văn cho quý vị nghe. Tác giả Phạm Huy Hoàng là một trong những người cực kỳ nổi tiếng ở khoảng thời gian trước đây với tác phẩm Con Cá. Tôi ước tôi là một con cá. Thật ra, loài cá vàng, như anh Đức có thể biết là một loài cực kỳ dễ quên, 5 giây là reset chỉ nhớ một lần. Đúng vậy. Tại sao tác gia lại muốn như thế? Bởi vì tác gia mong muốn là mình sẽ quên đi hết tất cả ký ức về em. Và đó chính là lý do tại sao đây là một trong những tác gia nổi bật với phong cách làm văn một câu. Và trong khoảng thời gian mới đây, như quý vị và các bạn có thể thấy, chúng tôi cáp được vào 7 giờ trước, thì tác gia này đã xuất bản một áng văn mang tính chất rất thơ học. Và để phân tích xem áng văn đó như thế nào thì chúng tôi đã mời trực tiếp đến đây là tác gia. Xin trân trọng giới thiệu anh Phạm Huy Hoàng, nhà văn trẻ. Và cùng với đó, thẩm định thơ cùng với tôi hôm nay, xin trân trọng giới thiệu anh Đức giáo sư, tác giả của rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, cụ thể là bài văn Lầu Bảy. Anh đã rất nổi tiếng trong khoảng thời gian vừa rồi. Với cá nhân tôi, khi mà xuất bản bài thơ Lầu Bảy, tôi đã nghĩ rằng đó sẽ là một cái bài thơ mà nó đi hết suốt truyền cảm tôi. Hứng. Tuy nhiên khi mà được biết đến tác giả PH14, Phạm Huy Hoàng. Với nickname là PH14 thì tôi cảm thấy cái bài thơ của tôi nó chỉ là trình độ tiểu học mà thôi. Anh Hoàng, anh có cảm nghĩ gì? Tuyệt vời, cảm ơn anh Hoàng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần bình văn. Đầu tiên, tác giả... Tôi xúc động quá. Đầu tiên tác giả Phạm Huy Hoàng đặt nghệ danh là PH14. Như anh Đức biết thì theo các chỉ số hóa học, độ pH sẽ có các chỉ số từ 0 đến 14 đúng không ạ? Đúng vậy. Và 7 là trung tính, là nước. Và càng về sau thì độ kiềm càng mạnh. Và độ kiềm mạnh nhất là 14. Cái độ bazơ chứng tỏ đây là một... Mà độ bazơ mạnh là gì? Bazơ thì có tính ăn mòn rất là cao đối với những cái hợp chất hữu cơ. Cái bazơ này không những nó có độ ăn mòn cao, Nó còn là đại diện cho một trong những mà cái hợp chất nhiều kiềm mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống, đó là muối mạnh. Và tức là cái tính muối này nó mạnh thì tức là sao anh biết không ạ? Nó là sự cô đặc. Đúng vậy, nó là sự mặn chát. Nguyên cái tên thôi chúng ta đã thấy được nỗi buồn, nó được hằn sâu trong từng tên gọi, trong từng nghệ danh. Thì theo tôi được biết thì cái chất tẩy rửa độ cao nhất của nó cũng chỉ 12 thôi. Mà anh Hoàng lên tận 14 là muốn tẩy rửa đi tất cả những cái ký ức nỗi buồn. Nghe nghệ danh thôi là chúng ta đã thấy nỗi buồn ánh lên rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm mới ra của anh PH14. Đó là Vì Sao Bầu Trời Mãi Xanh, Vì Sao Hoàng Hôn Mãi Đượm Buồn. Nghe qua thì có vẻ đây là một cái câu quất thả thính thôi để mô tả nỗi buồn đơn giản. Nhưng không, thưa quý vị và các bạn, sau một khoảng thời gian tiếp xúc với tác gia Phạm Huy Hoàng và có một sự nghiên cứu nhất định về tác gia này, chúng tôi mới nhận thấy một điều vô cùng quan trọng. Tác gia này có người yêu cũ, và cái người sâu đậm nhất của tác gia này có vần Anh ở trong tên. Từ đó bắt đầu suy luận ra thì chúng tôi thấy là bầu trời là một thứ mà rất khó để vơi đến, chúng ta chỉ có thể ngước lên nhưng không bao giờ có thể chạm tới. Mãi xanh mà có cái chữ Anh ở trong đấy thì nếu mà liên đới thì đây hẳn là một cái người mà gắn liền với tác gia và đem đến cho tác gia của chúng ta rất nhiều nỗi buồn, và là một người mà tính đến thời điểm hiện tại không thể nào với đến được. Chúng ta có thể đưa tay ra để vươn tới bầu trời nhưng chúng ta rất khó để nắm lấy nó. Đúng vậy, chúng ta có thể nhìn thấy nó nhưng chúng ta không thể ôm nó vào vòng tay. Xét theo vế thứ hai dưới tác dụng văn học, Vì Sao Hoàng Hôn Mãi Đượm Buồn, vì sao cũng là một thứ rất khó để với tới, nằm ở trên bầu trời. Nhưng cái điểm quan trọng ở đây tôi muốn cho quý vị và các bạn biết, đó chính là hai từ hoàng hôn. Hoàng là tên của tác gia đây, hôn là một hành động với người yêu ở trong quá khứ của tác gia Hoàng. Hoàng hôn nó như kiểu là một hành động nhớ về những kỷ niệm trong quá khứ. Tôi đánh giá đây là một lối chơi chữ cực kỳ đỉnh cao. Đúng, lối chơi chữ này chưa có hiện tại ở Việt Nam và trên thế giới. Còn gì nữa đâu. Vậy thì từ cả cụm phân tích ra, chúng ta thấy vì sao hoàng hôn mãi đượm buồn, đây là một câu hỏi tu từ. Nhưng câu hỏi tu từ này lại kết thúc bằng một dấu chấm. Anh Đức có suy nghĩ sao về dấu chấm này? Đây rồi, một cái dấu chấm mà tôi nghĩ rằng
nó không phải là dấu chấm hết, nó là dấu chấm cảm thán thôi. Dấu chấm cảm thán. Nhưng đúng, rõ ràng là một câu hỏi quá đỉnh, quá đẳng cấp, mỗi câu mỗi chữ đều mang hai tầng ý nghĩa, và thậm chí tôi nghĩ là ba tầng ý nghĩa. Vậy thì cả câu này, cái tầng ý nghĩa mà chúng ta dễ thấy nhất, tức là vì sao bầu trời mãi xanh, vì sao hoàng hôn mãi đượm buồn, có thể dịch ra là vì sao mà em lại xa anh đến như vậy, và tại vì sao mà anh luôn mãi buồn khi nhớ về kỷ niệm của đôi ta. Rõ ràng là khi mà chúng ta phân tích ra cái đoạn văn đó, nó đã dài hơn hẳn, hơn rất nhiều so với chỉ hai câu mà tác giả ghi trên Instagram của mình. Chính vì vậy, đây tôi luôn nói là một trong những tác giả cực kỳ xuất sắc trong thế hệ trẻ ngày nay về việc là làm văn ít chữ. Tôi xin được phép dành một tràng pháo tay dành cho anh Phạm Huy Hoàng. Nhưng chưa hết, còn bức ảnh. Theo như tôi biết thì đây là bức ảnh thuộc quê hương của tác giả Nam Định. Bức ảnh này anh lấy ở đâu ạ? Cát Bà. Cát Bà. Chúng tôi xin lỗi. Thật ra là tôi biết là người mà anh Hoàng nhớ nhất là có quê hương ở Hà Nội, còn anh Hoàng quê hương ở Nam Định. Và vô tình Cát Bà nó lại nằm ở điểm giữa tam giác. Là một người đạo diễn về hình ảnh và là một người làm về hình ảnh rất lâu nay. Tôi có một nhận định như thế này về tác phẩm bức ảnh. Rõ ràng đây là một bức ảnh khổ vuông, và phần chân trời hướng lên bầu trời cùng với phần chân trời đẩy về phía người chụp ảnh, nó là 50-50, thể hiện thái độ chơi vơi của tác giả giữa chuyện tình không điểm đầu và không điểm kết. Buồn quá. Mà anh Đức thấy gì không ạ? Đây, thưa anh Đức giáo sư. Zoom lên, chúng ta thấy một chiếc thuyền ngoài xa. Mặc dù là có tác phẩm xuất sắc như vậy, nhưng mà anh chỉ có 4 lượt thích. Không ai comment luôn. Và anh Đức biết tôi nhận ra một điều gì không? Là TV của nhà tài trợ Sony rất nét. Khi mà chúng ta zoom lên đến như thế, không có một độ delay. Chúng tôi vô cùng cảm ơn nhà tài trợ Sony với tác phẩm này. Và đồng thời thì chúng tôi cũng muốn có một tác phẩm gửi ngược lại đến từ những người nghệ sĩ già lâu năm, dành tặng cho một tác gia thế hệ trẻ. Anh Hoàng có muốn nhận không? Tuyệt vời, cảm ơn anh. Ngay sau đây chúng tôi xin được phép biểu diễn. Có đôi khi tôi mong muốn mình trở thành một chú cá nhỏ để quên đi những ký ức về em. Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy, để anh quên được cảm giác này, để bỏ rơi mùa yêu đã cũ. Chạy theo anh đã suốt mấy thu, và tầm quen rằng em đã có một ai khác trong mưa đứng chờ. Phố vắng riêng anh hững hờ, lối cũ riêng em bơ vơ. Vì sao bầu trời kia mãi xanh? Tại vì sao hoàng hôn mãi đượm buồn? Quá cảm xúc. Và kính thưa quý vị, đó chính là phần kết thúc của buổi bình văn ngày hôm nay trên chuỗi kênh Long Khoa Học. Ngoài bình văn, chúng tôi còn bình Tinder, bình Bumble, bình Instagram, bình Facebook, đào mộ, tất cả các loại ảnh. Nếu như các bạn có mong muốn chuyên mục này tiếp diễn, xin hãy comment để lại ý kiến. Xin chào và hẹn gặp lại.